cầm đầu tổ chức xã hội đen, cưỡng hiếp rất nhiều người, chiếm đoạt bất chính hàng chục triệu tệ. Những hành vi ghê sợ này tưởng chừng chỉ có thể là việc làm của những kẻ khủng bố lưu manh, đầu trộm đuôi cướp mất hết nhân tính. Nhưng tại Trung Quốc lại có một sư trụ trì đã thực hiện tất cả những hành động tàn ác trên. Ông ta chính là Ngụy Cương, trụ trì chùa Đức An ở thành phố Thao Nam, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Thế lực đen tối nào bồi dưỡng nên các ma tăng khét tiếng? Tòa án trung cấp thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm đã đưa ra phán quyết sơ thẩm kết tội Ngụy Cương và đồng bọn với nhiều tội danh như tổ chức, lãnh đạo, tham gia tổ chức xã hội đen, cướp đoạt, cưỡng hiếp. Ngụy Cương theo đó bị kết án tù chung thân. Bản án cho thấy Ngụy Cương, 52 tuổi, là người huyện Đương Đồ, tỉnh An Huy. Những năm 90, ông ta kinh doanh nhà hàng dưới chân núi Cửu Hoa, tỉnh An Huy và kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch. Năm 1998, ông ta quen biết với nhà sư tạ nào đó ở chùa La Hán Đôn trên núi Cửu Hoa, từ đó lấn sân vào giới tôn giáo. Ngụy Cương tự đặt cho mình hai biệt danh là Diệu Tạng và Cương Giáp Nhị Thố để giả dạng làm nhà sư và lừa đảo. Năm 2005, dưới sự giúp đỡ của nhà sư họ Tạ, Ngụy Cương đã dụ dỗ, tập hợp các tín đồ và nhà sư tin tưởng vào ông ta nhằm uy hiếp chùa Đức An. Đến năm 2007, bằng lời lẽ và vẻ ngoài đoan chính, Ngụy Cương khi đó 37 tuổi đã tập hợp hàng chục người uy hiếp trụ trì cũ của chùa Tịnh An và chiếm luôn quyền kiểm soát thực tế của ngôi chùa này. Sau khi kiểm soát hai ngôi chùa bằng thủ đoạn bất chính, ông ta còn thành lập một tổ chức xã hội đen, lần lượt kiểm soát thêm chùa La Hán Đôn trên núi Cửu Hoa, chùa Thủy Lạc ở huyện Mi, tỉnh Thiệp Tây cùng chùa Tiến Lâm, chiếm đoạt tiền hương khói và tiền quyên góp của tất cả những ngôi chùa này. Ông ta còn thông qua việc bán những vật phẩm được gọi là pháp khí của chùa và viết sớ cầu an để lừa đảo tổng cộng 14,67 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 57 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó có một nạn nhân bị lừa tới gần 12 triệu nhân dân tệ. Nạn nhân này sau đó nói rằng những sự kiện được gọi là pháp hội do Ngụy Cương tổ chức, nếu ít thì 5 đến 600 người, nhiều thì hàng ngàn người tham gia, bao gồm quan chức chính phủ, doanh nhân nổi tiếng địa phương, thậm chí có cả sinh viên của Đại học Nam Khai và Đại học Luật Trung Quốc. Khi đó, Phó Thị trưởng thành phố Thao Nam, ông Thái Cảnh Thần, Giám đốc Sở Phát triển và Cải cách thành phố Thao Nam, Trương Văn Cửu và nhiều quan chức địa phương khác đều trở thành đệ tử của Ngụy Cương. Thái Cảnh Thần là Lục Sư Huynh trong số 9 đại đệ tử mà Ngụy Cương phong tặng. Những quan chức này từng quỳ lạy và gọi Ngụy Cương là Gia Gia trước công chúng, một nghi thức mà trước đây chỉ được dùng để bái kiến thần linh. Được biết, đệ tử Thái Cảnh Thần của Ngụy Cương sau đó bị miễn chức vào năm 2021, đến tháng 5 năm 2023 bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn đệ tử Trương Văn Cửu cũng bị điều tra vào tháng 9 năm 2022 và bị sa thải không lâu sau đó. Và đương nhiên là nhân quả đến rất nhanh sau đó với Ngụy Cương Gia Gia. Cưỡng bức nhiều người, trẻ em cũng không tha. Ngụy Cương không chỉ giả dạng làm nhà sư để kiếm tiền mà còn dụ dỗ nhiều phụ nữ. Bản án cho thấy từ năm 2005 đến tháng 2 năm 2018, Ngụy Cương đã cưỡng bức 14 phụ nữ, trong đó 3 người bị hại là trẻ vị thành niên. Đáng chú ý, một nạn nhân giấu tên, tạm gọi là A, kể rằng vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô được mẹ dẫn đến chùa. Ngụy Cương nói cô có mệnh xấu, sẽ gặp tai nạn xe và yêu cầu cô ở lại chùa. Sau vài ngày, Ngụy Cương cho cô uống 2 viên nang không rõ thuốc gì. Cô dần mất ý thức. Khi tỉnh lại thì phát hiện đã bị Ngụy Cương cưỡng hiếp. Đáng sợ hơn, Ngụy Cương còn đe dọa cô rằng nếu nói ra, cô và mẹ cô sẽ chết ngay lập tức. Những hành vi tán tận lương tâm chưa dừng lại. Một nạn nhân B cũng bị Ngụy Cương cưỡng hiếp khi đang học lớp 7 bằng cách tương tự. Nạn nhân C cũng bị hại khi học lớp 6, khiến nhiều người phẫn nộ khi hay tin. Trước thực trạng ngày càng nhiều vụ bê bối trong Phật giáo xảy ra, người ta đang hoài nghi rằng tại sao tôn giáo ở Trung Quốc lại trở nên biến chất như thế. Bởi vì đất nước Trung Hoa, Phật giáo đã trải qua 4 lần pháp nạn, nhưng không có đại nạn nào kinh hoàng bằng cuộc đàn áp và tiêu diệt Phật giáo sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đoạt được chính quyền. Âm mưu gây hỗn loạn, diệt dần Phật giáo. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt chính quyền, nó đã ra lệnh phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, gây ra tình trạng hỗn loạn trong giới tôn giáo. Nhiều ngôi chùa, đạo quán bị những nhà sư giả, đạo sĩ giả do Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm kiểm soát. Thậm chí những nhà sư này còn có chức vụ công khai trong chính quyền. Các nơi tu hành trở thành nơi che giấu tội ác, những người chân chính tu hành bị đuổi đi. Kể từ đó, các vụ bê bối, lừa đảo, lạm dụng tình dục trong giới tôn giáo liên tiếp xảy ra. Điển hình có thể kể đến các vụ bê bối như: năm 2018, sư Thích Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, lạm dụng tình dục nhiều nữ tu sĩ và bị phanh phui, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Do có chứng cứ xác thực, chính quyền Trung Quốc không thể che giấu sự việc này, đành buộc Thích Học Thành phải từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, nhưng ông ta không hề bị trừng phạt. Năm 2013, truyền thông Tây Ban Nha với bài viết "Tình dục, tiền bạc và võ thuật" đã báo cáo về ông Thích Vĩnh Tính, phương trượng chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam, khiến nhiều người chú ý. Theo bài báo, Thích Vĩnh Tính bị cáo buộc bao nuôi tình nhân, có con ngoài giá thú và sở hữu số tài sản khổng lồ 3 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài. Đồng thời, Thích Vĩnh Tính còn là đại biểu Quốc hội Trung Quốc. Năm 2015 bị tố cáo công khai về việc ăn thịt, uống rượu, tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ, lạm quyền, giam giữ bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản của chùa Thiếu Lâm một cách trái phép. Nhưng đến nay Thích Vĩnh Tính vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm. Còn một vụ việc khác cũng khiến dư luận bàng hoàng, đó là vào ngày 5 tháng 11 năm 2023, trụ trì một ngôi chùa ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên, ngoại tình với một nữ phát thanh viên đã có chồng tại khách sạn, bị chồng cô ta quay lén và tống tiền 3 triệu nhân dân tệ. Vụ việc đã bị phanh phui và gây xôn xao một thời gian dài. Trước những thực trạng này, nhiều người đã cảm thán, ngay cả nhà sư cũng không thật thì trên đời còn gì là thật nữa đây. Những vụ bê bối sư sãi giả tu, bại hoại đạo đức này khiến nhiều người tuyệt vọng. Họ nhìn nhận rằng Phật giáo tại Trung Quốc ngày nay chỉ còn là danh tồn thực vong. Vậy, rốt cuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng những thủ đoạn gì mà lại có thể khiến Phật giáo trở nên bại hoại như vậy? Ban đầu, để đạt được mục tiêu tiêu diệt Phật giáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng nếu chỉ dựa vào những thủ đoạn như phá hoại chùa chiền, đốt kinh sách và cưỡng bức các tăng nhân hoàn tục thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà cần sử dụng tà chiêu phá hoại từ bên trong. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành bảo lưu hình thức bên ngoài của Phật giáo, hủy diệt hết nội hàm và tinh túy chân chính bên trong, thay thế bằng văn hóa đấu tranh, khiến cho Phật giáo hiện đại chỉ như một lớp da bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khoác lên mình, dùng nó để mê hoặc thế nhân. Linh mục người Bỉ Raymond J. De Jager, ông từng đến Trung Quốc vào những năm 1930 để truyền giáo và rời đi vào năm 1949, đã kể lại trong hồi ký của mình rằng: "Tôi thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đi đến đâu, nhất định nơi đó Phật giáo bị tịch thu tài sản, hòa thượng bị tàn sát hoặc bị trục xuất khỏi chùa, hoặc biến họ thành hành khất, khiến người dân mất đi sự an ủi tinh thần đã có từ trăm ngàn năm." Hay một sự việc điển hình khác, lão hòa thượng Hư Vân thuộc thế hệ đại cao tăng cuối thời nhà Thanh, đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, dù là Từ Hy Thái hậu hay là Tưởng Trung Chính tiên sinh đều vô cùng tôn kính, nhưng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì lão hòa thượng đức cao vọng trọng không tranh với đời này, đột nhiên bị coi là phần tử phản cách mạng trong cuộc vận động trấn phản năm 1951. Quân đội và cảnh sát đã xông vào tự viện, đánh đập Hư Vân hòa thượng. Khi đó ông 112 tuổi, ông bị đập vào đầu đến chảy máu, xương sườn bị gãy. Ngày hôm sau, khi thấy hòa thượng Hư Vân vẫn chưa chết, họ tiếp tục đánh đập rồi khóa ông trong phòng không cho ăn để ông tự sinh tự diệt. Hòa thượng Phật Nguyên vì để rửa sạch tội danh cho Hư Vân đã thỉnh cầu người dân khắp nơi chuyển tin tức cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ Bắc Kinh hạ lệnh thả người, mới tạm thời dừng được cơn phong bạo. Nhưng vào năm 1958, lão hòa thượng Hư Vân lúc này đã 119 tuổi, lại bị đả thành hữu phái, bị nhốt vào chuồng bò. Cuối cùng ông mang thân thể già yếu bệnh tật mà ly thế. Còn hòa thượng Phật Nguyên, người vì ông mà buôn tẩu cầu xin, cũng bị liên lụy và bị giam vào ngục cấm trong 3 năm. Một hòa thượng khác tên Định Trì người đã thay sư Hư Vân mà nói lời công đạo, cũng đồng dạng bị gán cho tội hủ phái và bị bỏ tù 5 lần. Chưa hết, ngoài việc hủy chùa, đốt kinh, đàn áp sư tăng và tịch thu tài sản của chùa chiền, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bức các tăng ni tham gia lao động và học tập tư tưởng vô thần, thậm chí còn phải kết hôn hoàn tục. Năm 1951, vào đêm trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, trưởng Liên hội Phụ nữ Hồ Nam đã lệnh cho các ni cô toàn tỉnh phải quyết định kết hôn nội trong vài ngày. Còn các nam Phật tử không phục tùng mệnh lệnh thì bị đưa ra mặt trận làm bia đỡ đạn trong chiến tranh Triều Tiên. Năm 1952, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cử trưởng ban công tác mặt trận thống nhất tham gia triệu tập hội nghị thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc để ngầm phá hoại và lợi dụng Phật giáo. Cụ thể, hội nghị đã thảo luận những đề xuất về tự do tín giáo, tăng ni kết hôn, uống rượu, ăn thịt đều nên làm, ai cũng không thể quản. Họa phúc đồng tồn. Đứng trước những căn nguyên sâu xa và những vụ bê bối kinh hoàng liên tục xảy ra trong Phật giáo Trung Quốc, người ta đang liên tưởng đến hai dự ngôn về thời kỳ mạt thế trong Kinh Phật. Một dự ngôn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng dự ngôn còn lại mang đến hy vọng cho nhân loại. Cụ thể, trong các kinh sách Phật giáo như Đại Bang Niết Bàn Kinh, Mahama Gia Kinh và Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh đều có ghi chép lại những lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca rằng đến thời mạt Pháp sẽ có lũ yêu ma đến chuyển sinh thành người, hủy chùa, diệt tăng. Chúng còn trở thành người xuất gia và cư sĩ, dùng thân phận đệ tử Phật môn mà làm bại hoại giới luật của Đức Phật đã lập ra. Đối chiếu điều này với các thủ đoạn diệt Phật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể thấy rõ dự ngôn của Đức Phật đang ứng nghiệm. Những ai nhận ra bản thân đang sống trong thời mạt kiếp, sống trong thế giới do ma quỷ thống trị, đều không tránh khỏi cảm giác vô vọng. Tuy nhiên, một lời tiên tri khác được ghi lại trong Kinh Phật đang mang đến hy vọng cho con người, đó là sự xuất hiện của chuyển luân Thánh Vương Cứu Thế. Theo ghi chép của các kinh điển Phật giáo như Trung A Hàm Kinh, Pháp Hoa Văn Cú, Hoa Nghiêm Kinh và các kinh điển Phật giáo khác, khoảng 3.000 năm sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, trên thế giới sẽ xuất hiện một loài hoa gọi là U Đàm Bà La Hoa, là tiên hoa trên thiên thượng, 3.000 năm mới khai nở một lần, báo hiệu rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương đến nhân gian. Đức Chuyển Luân Thánh Vương một khi xuất thế liền mang đến thiên hạ thái bình, Ngài sẽ dẫn dắt chúng sinh tu luyện tại gia, không cần xuất gia vẫn có thể tu thành Phật. Ngài dùng từ bi và trí huệ để cứu độ thế nhân. Ngài tin tưởng bất cứ ai, chỉ cần người có tâm hồn thiện niệm, bảo trì sự chân thành lương thiện, khoan dung nhẫn nại, thì vô luận ở bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào đều có cơ hội thụ nhận ân điển của Ngài.